Cây này là cây gần 4 năm tuổi rồi. Thời gian cấy bây giờ được mấy tháng rồi anh? Khoảng 3 tháng. Đây là trang trại của anh Lâm. Và anh Đông là người quản lý ở trang trại này. Đó, tinh dầu đó. Đó, là ra anh để đây. Lâm muốn đi vô đây nào. Cái gió này ấy, là trồng là đến giờ này là khoảng 3 năm rưỡi. Gần 3 năm rưỡi. Gần 3 năm rưỡi. Và cái này là khoan cấy tạo trồng. Tinh Đức Việt cho anh Vinh khoan cấy vào đây là đến giờ này là hơn 3 tháng. Hiện nay trồng nó đã ăn cái vệt. Nó trồng nó ăn liền nhau đấy, hai tấc. Tức là giữa cái lỗ, hai cái lỗ khoan, ba cái lỗ khoan này là trồng nó ăn liền nhau rồi. Cái vết trồng nó ăn liền nhau rồi. Quay vô đây. Gần vào đây là thấy cái dầu đây luôn. Đã bắt đầu đã có dầu rồi. Quay sát rồi đây là thấy cái dấu ăn. Hiện nay là cái giá ngoài này á, là phạt ra này đốt lên là rất thơm. Hồi nãy đốt là thơm phức. Có mùi trồng. Theo anh nhận định là khoảng khi nào là mình khai thác được? Anh Lâm ơi. Cây này thì hiện nay là thực ra là cây này mà nó rất non, mới hơn 3 năm mà khoan cấy mà nó ra trồng thế này thì nghĩa là rất là hiệu quả, rất phấn khởi rồi. Và thực ra nếu mà cây này khoảng 5 năm tuổi mà khoan với cái tình trạng thế này, 5 năm mà khoan cấy vào thì là mà rất là hiệu quả. Cây này đường kính là gần 20 rồi. Cái này là gốc là 18. Cái gốc khoảng 18, cái này khoảng 16 rồi. Ngày cấy mùng 7 tháng 9. Mùng 7 tháng 9, mùng 7 tháng 10 là 1 tháng, tháng 11 là 2 tháng, tháng 12 là 3 tháng. Thì hôm nay là mới hôm nay là mùng 9, 10 thì mới đúng 3 tháng, cây này khoảng là 3 tháng.